Ở Việt Nam chúng ta thì quả thực là đây là một cái đợt suy thoái tôi nghĩ là khá là nghiêm trọng. Với cái kinh nghiệm khoảng 30 năm làm doanh nhân và cũng đã trải qua lần này lần thứ 3 thì tôi nhận thấy rằng là có những cái dấu hiệu mà để chứng tỏ rằng là cái đợt suy thoái lần này nó có thể sẽ kéo dài khoảng 2-3 năm. Cái suy thoái lần này thì nó sẽ tập trung vào một số ngành, ví dụ như là những cái ngành liên quan đến tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, là những cái ngành đó nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra nữa thì các cái vấn đề công ăn việc làm của các cái tập đoàn kinh tế lớn cũng đang cắt giảm nhân sự, cũng khiến cho cái tỷ lệ thất nghiệp tăng lên khá là cao. Giác Hưng, với kinh nghiệm làm kinh doanh hơn 30 năm thì tôi dự đoán đợt suy thoái lần này sẽ kéo dài 2-3 năm. Hiện nay thì việc suy thoái kinh tế nó không chỉ riêng ở bất cứ một nước nào mà có vẻ như là đang xảy ra trên quy mô diện rộng trên toàn cầu, kể cả ở Mỹ rồi châu Âu và nhiều nước khác cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đợt suy thoái kinh tế này. Thực ra thì cái việc suy thoái kinh tế này nó theo một cái quy luật và nó đã bắt đầu từ trước cả thời Covid, tức là bắt đầu có dấu hiệu suy thoái từ năm 2019, nhưng cuối năm đó thì lại thêm một cái đại dịch Covid nữa, cho nên là cái việc mà suy thoái nó xảy ra nó càng nghiêm trọng hơn. Việc mà các cái chính phủ cần phải có những biện pháp để chống đỡ sự suy thoái thì là rất cần thiết. Tuy nhiên là chỉ hạn chế, tôi nghĩ là hạn chế được phần nào. Còn khi nó đã xảy ra suy thoái kinh tế thì chắc chắn nó cũng sẽ gây ra những hậu quả, chỉ có vấn đề nặng hay nhẹ mà thôi. Ở Việt Nam chúng ta thì quả thực là đây là một cái đợt suy thoái tôi nghĩ là khá là nghiêm trọng. Với cái kinh nghiệm khoảng 30 năm doanh nhân, làm doanh nhân và cũng đã trải qua lần này lần thứ 3. Lần đầu là vào cuối thập niên 90, lần thứ hai là trong cái giai đoạn khoảng 2008-2012, và bây giờ thì tôi nhận thấy rằng là có những cái dấu hiệu mà để chứng tỏ rằng là cái đợt suy thoái lần này nó có thể sẽ kéo dài khoảng 2-3 năm như là đã từng xảy ra với trước đây. Tuy nhiên là lần này thì chúng ta đã có một cái sự tích lũy tương đối tốt chứ không như là cái đợt trước. Vì vậy cái suy thoái lần này thì nó sẽ tập trung vào một số ngành, ví dụ như là những cái ngành liên quan đến tài chính, ngân hàng, bất động sản, là chứng khoán, là những cái ngành đó nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra nữa thì các cái vấn đề công ăn việc làm của các cái tập đoàn kinh tế lớn cũng đang cắt giảm nhân sự, cũng khiến cho cái tỷ lệ thất nghiệp tăng lên khá là cao. Về thứ ba nữa là các cái chỉ số hàng hóa tiêu dùng, ví dụ như là từ điện, xăng dầu rồi các cái mặt hàng thiết yếu cũng có dấu hiệu tăng một cách khá là nhiều. Vì vậy cho nên là ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Và vì vậy cho nên là tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở góc độ cá nhân cũng như là mỗi doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một tinh thần vững chắc, đồng thời là tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng và cũng phải cố gắng làm sao để vẫn duy trì được cái nguồn thu tối thiểu để mà bảo tồn cái doanh nghiệp của mình cho đến khi mà tình hình nó tốt hơn. Và đó là một cái thử thách nhưng cũng đồng thời là những cơ hội cho những doanh nghiệp nào biết chớp thời cơ. Và nếu như chúng ta vượt qua được cái đợt khủng hoảng này thì chúng ta hoàn toàn có thể vững bước để đi lên những chặng đường mức cao hơn cũng như là mức xa hơn.